Nữ diễn viên Lee Jeon của Hàn Quốc vừa qua đời tại nhà riêng ở Seoul vào tối ngày 8 tháng 3, hưởng dương 52 tuổi. Truyền thông Hàn Quốc thông tin, cảnh sát đã đến nhà của Lee Jeon để kiểm tra và phát hiện thi thể của bà. Nguyên nhân tử vong chưa rõ và cảnh sát dự định sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra. Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người quen của Lee Jeon nói rằng không thể liên lạc được với bà. Lee Jeon sống một mình sau khi con trai lên đường nhập ngũ. Nữ diễn viên ra mắt làng giải trí đầu tiên với tư cách là một người mẫu qua chương trình Good Morning của đài SBS. Bà sau đó lấn sân sang diễn xuất và được công chúng biết đến rộng rãi. Trong sự nghiệp nghệ thuật, Lee Jeon từng nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 16 và giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại liên hoan phim Daejeon lần thứ 34. Cùng với các diễn viên nổi tiếng thời đó như Kim Nam Ju và Yang Dong Gun, nữ diễn viên họ Lee gây ấn tượng sâu sắc với vai diễn cô phóng viên thời trang trong phim Người Mẫu. Và khán giả Việt Nam còn đặc biệt nhớ đến hình ảnh nhân vật cô gái đội chiếc mũ nồi xinh xắn do Lee Jeon thủ vai trong phim Cảm Xúc. Sau khi kết hôn, Lee Jeon vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật và có lối sống kín đáo, ít khi chia sẻ đời tư với báo giới, truyền thông lẫn công chúng. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Lee Jeon và tưởng niệm cô trên trang cá nhân.